Rồi, một là phụ nữ ha. Chúng ta đi trên này là nhạc này thôi. Nữ trước này nhé. Và chúng ta đi 3 câu. Câu 1, câu 2, câu 3. Nó chỉ để ý này. Thứ nhất là cái khung dáng. Đây ha. Đầu tiên á. Cái thứ hai nó là lực tương tác. Tương tác là tại là chúng ta có sự tương tác kết nối ha. Cái thứ ba là theo nhau cái phách đếm, nó sẽ rớt vào máy nhịp nhạc ra. Cái thứ tư là ngay ngắn và rõ ràng bước. Chúng ta tập rồi đó, nghe phải rồi ha. Hai, ba, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, tay vào vai, sáu, bảy, tám. Rồi, bước nữ này. Để bước nữ lúc này á thì sẽ đi chậm hơn, không có chủ động như bước nữ được. Tại vì là chúng ta không chủ động nhiều. Thì cũng như người mới thôi, chúng ta phải rõ ràng bước lên. Và đương nhiên sau đêm thì nó phải khỏi bị đối.
nhiên thôi, thú vị nhé. Vậy mà nói chuyện cũng được. Tại vì nước thôi, bảo khuôn hết rồi. Tại đây mình cho nghe nhạc đi, cho nói chuyện đi, cho quay chân sao đi, từ cuối. Đấy đó.
ba nha. 3, 2, 3, rộng rộng, 6, 7, 8, ok. Thì cứ từ từ theo thế tận tình thôi. Vì mình làm theo nghe mà phải chậm. Chứ chậm ra đến thì đi. Thì đến này hỗ trợ rất nhiều. Đến hỗ trợ rất nhiều. Vào 2, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 3, 2, 5, đúng rồi. Đó, ok hết nhé. Cứ làm như vậy là quen. Và chúng ta hãy chờ cô ba ấy. Chờ tín hiệu bên trái. Để họ nha. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, Yeah.